Hello, hello, xin chào các bạn. Mình vừa mới làm về, định ăn uống một cái gì đấy rồi tranh thủ đi ngủ. Sáng mai 5 giờ lại dậy sớm đi làm. Thì bây giờ đang là 11 giờ. Chắc mình ăn nhẹ cái gì đấy rồi tranh thủ đi ngủ thôi. Chắc ngủ được tầm 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi đấy nhá. Thì hôm qua mình có đi săn đồ giảm giá ở Nhật thì mình mua được cái hộp gọi là bí đỏ. Thì bây giờ mình sẽ định cho các bạn xem được cái bí đỏ bên Nhật này thì nó khác gì với bí đỏ ở Việt Nam ha. Để mình bóc cái bịch này ra đây, thì đây là bí đỏ ở Nhật. Bí đỏ ở Nhật đây các bạn ạ. Bí đỏ ở Nhật thì nó nhìn thì nó khá là giống với bí đỏ ở Việt Nam, nhưng mà nó là bí đỏ hấp và nó hấp nguyên cả cái vỏ luôn này. Các bạn nhìn thấy không? Cái vỏ của nó để nguyên như trang, nó không kiểu gọt ra như ở Việt Nam mình đâu, mà nó hấp luôn cái vỏ này. Đây, để nhìn gần cho các bạn xem. Đấy. À, rồi rồi. Ăn thử xem nó có vị gì không? Nó rất là bở luôn, nhưng mà hình như nó hơi hỏng tí, tại vì hạn là ngày hôm qua mà nay mình mới ăn. Ngọt lắm các bạn, ngọt cực kỳ luôn, kiểu nó hấp ấy. Những cái gì tinh túy nhất, còn chất của cái bí đỏ này nó vẫn còn nguyên. Cái vỏ này nó cũng hấp đến mức mà nó mềm nó luôn, ăn bở như ăn kẹo ấy, ăn bánh vậy đó. Em rất là tốt cho sức khỏe, mọi thứ rất là tự nhiên, không có thêm phẩm màu gì cả, nó chỉ hấp từ trái bí thôi, hấp nguyên vỏ, ăn nguyên vỏ luôn. Ngọt bở y chang như là bánh, ăn bánh vậy. Ngon nha. Hộp này giá của nó là 119, giá gốc là 321, còn mình mua lúc nó giảm giá là còn 119 thôi, thì nó rơi vào tầm tầm 20.000. Ok các bạn ạ. Cứ vương là cứ vương này toàn này. Tuyệt vời. Ok, video hôm nay mình đến đây thôi. Tạm biệt các bạn. Đây là bí đỏ Nhật. Bye bye.